Hiện nay, điện trở đốt nóng được sử dụng rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực cuộc sống, trong sản xuất, luyện kim. Điện trở cho ngành thực phẩm, lò đốt, điện trở đốt nóng cho lò hơi, điện trở sử dụng trong tủ sấy, máy tạo độ ẩm, lò sấy, điện trở cho lò ấp trứng, lò nướng, nồi đun nước, vân vân. Và mỗi dạng ứng dụng thì sẽ có các dạng điện trở khác nhau về hình dạng, công suất, điện áp, kích thước, vật liệu và môi trường hoạt động. Mua bán nhanh xin giới thiệu đến bạn hai loại điện trở chính, đó là điện trở đun nước và vòng nhiệt. Điện trở đun nước. Điện trở đun nước là một loại điện trở đốt nóng thường được sử dụng cho việc đun nước, đun dầu, đun nước trong các bồn chứa nước lớn của khách sạn, bồn chứa nước công nghiệp, vân vân. Tùy theo nhu cầu của khách hàng, điện trở có thể được cung cấp với các loại công suất khác nhau cho từng doanh nghiệp hay cá nhân. Vòng nhiệt, ốp nhiệt. Vòng nhiệt hay còn gọi là ốp nhiệt, gia nhiệt điện trở ốp nhiệt, vì nhiệt, điện trở sứ, điện trở công suất lớn. Vòng nhiệt sử dụng nguyên liệu chính là thép không gỉ, mica, độ dày của tấm thép không gỉ từ 0,3 đến 0,5mm, bên trong được quấn đều cả hai mặt với tấm cách nhiệt mica là lớp kháng hợp kim niken cửa giòn. Vòng nhiệt có thiết kế gọn, bền, đẹp, hiệu suất ổn định, đặc tính truyền nhiệt tốt. Tất cả sản phẩm tại điện trở Rồng Việt được thiết kế với độ chính xác cao, mang lại hiệu quả về năng suất sử dụng và tránh hư hỏng phụ kiện, hỗ trợ chế độ bảo hành và hoạt động liên tục của sản phẩm. Đặc biệt, khách hàng có thể mua điện trở Rồng Việt tại kênh mua bán nhanh chỉ với vài cú click đơn giản hoặc nhận được sự tư vấn nhiệt tình từ nhân viên của Rồng Việt tại chat nhanh của mua bán nhanh. Mua bán nhanh, kênh thương mại điện tử uy tín tự hào đi cùng đối tác cung cấp điện trở Rồng Việt, nhà sản xuất, kinh doanh điện trở hàng đầu tại Việt Nam. Thực hiện bởi đội ngũ MVN, mua bán nhanh.com. Nhớ like video, bấm đăng ký, bật chuông để nhận thông báo khi có video mới từ kênh Mua Bán Nhanh bạn nhé.